tất cả các con. Cô xin giới thiệu, cô tên là Đặng Thị Hương Giang, cô đến từ trường tiểu học thị trấn Bến Lức, được sự cho phép của phòng giáo dục đào tạo huyện Bến Lức. Hôm nay cô rất vui được đồng hành với các con trong giờ học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, cô mời các con cùng nghe một bài hát nhé. Để bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các con một số những nhân vật trong giờ học ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn Mai, tiếp theo là bạn Nam, Miss Hiền, cô Hiền, and Quân, bạn Quân. Now, let's say the names again. Mai, Nam, Miss Hiền, Quân. Do you remember? Các con có nhớ các bạn hay không nào? Now, let's play a game. Bây giờ chúng ta hãy chơi một trò chơi xem các con có nhớ các bạn cô vừa giới thiệu không nhé. Bài có tên là Who's Missing? Các con sẽ tìm hình còn bị mất và đọc to tên của các bạn trong hình bị mất nha. Are you ready? Go! Who's missing? Bạn nào? Các con? Great! That is mine. Next! Who's missing? Excellent. That is one. Next. Who's missing? Good job. That is Nam. Very good. Bài học ngày hôm nay sẽ có một số từ và cô sẽ giới thiệu với các con. Từ thứ nhất. Hi. Hello. Hi. Next. Thank you. Thanks. Goodbye. Bye. Now, repeat please. Hello. Hi. Thank you. Thanks. Goodbye. Bye. Again, please. Hello. Hi. Thank you. Thanks. Goodbye. Bye. Very good. Bây giờ các con có thể cho cô biết trong tranh này bạn đang làm gì không các con? That's right. Bạn đang chào. Như vậy khi mình chào mình sẽ nói hi, hello hoặc là hi. Now look at this picture. Bạn này đang làm gì các con? À, đây là dấu hiệu cho biết bạn muốn nói cảm ơn. Khi mình muốn nói cảm ơn mình sẽ nói thank you hoặc là thanks. Next, this picture. Cô giáo và các bạn đang làm gì các con? À, cô giáo và các bạn đang chào tạm biệt. Khi chào tạm biệt, chúng ta sẽ nói goodbye hoặc là bye. Do you remember all the words? Các con có nhớ những cụm từ cô vừa giới thiệu không nào? À, để xem các con có nhớ không, các con hãy cùng làm bài tập này với cô nha. Các con sẽ nói những cái từ vào cái trang thích hợp
cho đúng nghĩa. Chúng ta có các từ goodbye, bye, thank you, thanks, hello, hi. Are you ready? Great, let's go. The first picture. Bây giờ để xem các con có nhớ những từ cô vừa giới thiệu hay không. Các con hãy cùng làm bài tập này nhé. Bài tập yêu cầu các con sẽ ghép các cái từ ở phía dưới tương ứng với các tranh ở phía trên. Ở đây có các từ goodbye, bye, hello, hi, thank you, thanks. Now, are you ready? Go. Look at the first picture. What are the words? Very good. They are? Thank you. Thanks. Look at the next picture. What are the words? Good job. They are? Hello. Hi. And the last one. Very good. Goodbye. Bye. Excellent. Let's look, listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần nhìn, nghe và lặp lại. Các con sẽ theo dõi bài đàm thoại xem các bạn trong bài đàm thoại nói những gì nha các con. Now, look at the first picture. Các con nhìn một tranh thứ nhất. Who's this? Đây là ai các con? That's right. Mine. And who's this? Great. That is Nam. Next. Who's this? Very good. It's Miss Kim. And the last. Bây giờ các con hãy cùng lắng nghe xem các nhân vật nói những gì nhé. Let's listen. Hey. Hello, I'm Mai. Hi, Mai. I'm Nan. B. Hello, I'm Miss Hien. Hello, Miss Hien. Nice to meet you. Now, listen and repeat. Trong bài đàm thoại, các con có nhớ bạn Mai
khi gặp bạn nam đã chào và giới thiệu như thế nào không các con? Bạn Mai chào và giới thiệu: Hello, I'm Mai. Và bạn nam đáp lại: Hi Mai, I'm Nam. Đây là cấu trúc câu dùng để chào hỏi khi mới gặp nhau. Chúng ta sẽ chào và giới thiệu tên mình, và khi đó bạn mình cũng sẽ đáp lại bằng cách chào và giới thiệu tên của bạn. Now, repeat please. Hello, I'm Mai. Hi Mai, I'm Nam. Again please. Đọc lại lần nữa cho các con. Hello, I'm Mai. Hi Mai, I'm Nam. Good job. Now, let's practice. Bây giờ các con hãy cùng thực hành cấu trúc câu vừa rồi nhé. Cô nhắc lại, để chào hỏi người mới gặp nhau chúng ta sẽ dùng hello hoặc là hi. Và trong cấu trúc câu thực hành trong bài này thì chúng ta sẽ sử dụng hello và giới thiệu tên mình. Như vậy các con sẽ điền tên của mình vào đây, và trong bài tập này các con sẽ đóng vai các nhân vật Mai, Miss Kim, Nam and Wong. Now let's say again. My, Miss Kim, Nam, Wong. Very good. Now, các con hãy đóng vai bạn Mai và tự chào với và giới thiệu bản thân mình, tên mình nha các con. Very good. Hello, I'm Mai. Next. That's right. Hello, I'm Miss Kim. Next. Great. Hello, I'm Nam. And the last one. Hello, I'm Wong. Excellent. Các con vừa giới thiệu tên mình, bây giờ các con sẽ thực hành hai nhân vật với nhau. Các con nhìn trang, đây là Miss Hiền, this is Nam, bạn Nam. Cô Hiền và Nam gặp nhau sẽ chào hỏi như thế nào các con? Miss Hiền. Hello, I'm Miss Hiền. Very good. Và bạn Nam sẽ đáp lại là: Hello Miss Hiền, I'm Nam. Again please. Hello, I'm Miss Hiền. Hello Miss Hiền, I'm Nam. Now it's your turn. Bây giờ đến lượt các con thực hành với trên này nhé. Bây giờ các con sẽ cùng cô thực hành chào hỏi và giới thiệu tên khi mới gặp nhau nha. Now, I am Mai and you are Wong. Hai bạn Mai và Wong khi mới gặp nhau sẽ chào và giới thiệu tên như thế nào? Hello, I'm Mai. Very good. Now, I am Wong and you are Mai. Hello Mai, I'm Wong. Excellent. Now let's practice more. Các con sẽ dùng cấu trúc câu chào và giới thiệu tên đóng vai các nhân vật này, và các con sẽ thực hành
Now look at this. Đây là nhân vật tôi sẽ giới thiệu với các con. Đó là bạn Hoa. Tiếp theo một nhân vật mới nữa đó là bạn Phong. Các con sẽ đóng vai bạn Hoa và bạn Phong, chào hỏi và giới thiệu tên mình nhé. Are you ready? Next. Good job. Như vậy, cô vừa giới thiệu với các con có cái câu chào và giới thiệu tên khi mới gặp nhau. Và sang phần tiếp theo, cô sẽ giới thiệu các con một cái cách chào hỏi khác. Nhưng khi chúng ta đã gặp nhau, đã biết nhau rồi, trong lesson 2, unit 1. Now, look at the first picture. Who's this? Right. That is mine. And right, very good. It's Nam. And who's this? Nam and mine. Very good. Now, let's look, listen and repeat. Bây giờ các con sẽ cùng lắng nghe các bạn trong tranh chào hỏi như thế nào với các con. Và sau đó chúng ta sẽ nghe và lặp lại. Now, listen. Hey. Hi, Nam. How are you? Oh, I'm fine, thanks. And you? Fine, thank you. B. Bye, Nam. Bye-bye. Now, let's listen and repeat. Hey. Hi, Nam. How are you? Oh, I'm fine, thanks. And you? Fine, thank you. B. Bye, Nam. Now, let's practice. Bây giờ cô và các con sẽ cùng thực hành bài đàm thoại này nhé. Now, I am Mai and you are Nam. Cô sẽ là Mai và các con sẽ đóng vai bạn Nam nhé. Are you ready? Very good. Hi Nam, how are you? Fine, thank you. Bye, Nam. Now, let's change. Bây giờ chúng ta sẽ đổi vai nha các con. Now, I am Nam and you are Mai. Ready? I'm fine, thanks. And you? Now, repeat please.
How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, thank you. Again, please. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, thank you. Excellent. Now, let's practice. Bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành các câu hỏi thăm về sức khỏe vừa rồi nha các con. Trong phần này chúng ta sẽ nhìn vào trang và chúng ta sẽ nói theo các câu để hỏi thăm về sức khỏe. Now, look at the picture. Who's this? Right, that is mine. And who's this? Nam. Very good. Bạn Mai hỏi bạn Nam có khỏe không? Thì ở chỗ trống này các con sẽ điền tên của bạn Nam. That's right. How are you, Nam? Và bạn Nam sẽ đáp lại là fine, thanks. And you? Tôi khỏe. Còn bạn thì sao? Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn thì sao? Bạn Mai sẽ đáp lại là fine, thank you. Now, let's say again. How are you, Nam? Fine, thanks. And you? Fine, thank you. Now, I am Mai. And you are Nam. Bây giờ cô sẽ là bạn Mai, còn các con sẽ là bạn Nam nhé. Ready? How are you now? Fine, thank you. And now, let's change. Chúng ta sẽ đổi vai. Bây giờ cô sẽ là bạn Nam và các con sẽ là bạn Mai nhé. Are you ready? Fine, thanks. And you? Very good. Now, let's practice more. Bây giờ các con sẽ thực hành thêm với hai tranh bạn Quân và bạn Phong. Hai nhân vật này sẽ gặp nhau và chào hỏi như thế nào? Hai bạn này đã biết từ trước nha các con. Bạn Quân gặp bạn Phong, bạn Quân sẽ hỏi thăm sức khỏe như thế nào các con? Very good. How are you, Phong? Và bạn Phong sẽ đáp lại là I'm fine, thank you. And you? Bạn Quân sẽ đáp lại fine, thank you. Very good. Các con cố gắng thực hành thêm có cái câu này nhé. Now let's talk. Look at this picture. Who's this? That's right, Nam. And who's this? Good job. That is Phong. Nam and Phong. Hai bạn Nam và Phong gặp nhau và hỏi thăm sức khỏe như thế nào? Ok. Very good. Bạn Nam sẽ nói là Hello Phong, how are you? Và bạn Phong sẽ đáp lại là I'm fine, thank you. And you? Bạn Nam đáp lại fine, thank you. Now, let's practice. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành. Cô sẽ đóng vai bạn Nam và các con sẽ đóng vai bạn Phong nhé. Hello, how are you? Fine, thank you. Now, let's change. Chúng ta sẽ đổi vai. Cô sẽ đóng vai bạn Phong và
job. Now, let's listen to the song again, the Hello song. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát và các con sẽ hát theo nhé. Tiết học của chúng ta đến đây.